Trân trọng kính chào thăm quý tôi tứ con cái của Chúa đã đến trong thánh đường này sáng hôm nay trong sự thờ phượng. Cũng kính chào quý con cái của Chúa chưa có cơ hội để trở về thờ phượng Chúa chung như thế này tại gia đình riêng của mình qua các trang thiết bị gia đình đang có để dự phần tôn vinh Ngài. Có thể là khoảng 6-70% con cái của Chúa đã về với nhà của Chúa được rồi không riêng cho hội thánh của Chúa tại Sài Gòn này nhưng hội thánh của Chúa trong cả thành phố chỉ còn lại một ít tỉnh thuộc miền Tây, thuộc miền Trung đất nước của chúng ta hoặc tại miền Bắc Việt Nam của chúng ta có số con cái của Chúa hạn chế lắm trong việc thờ phượng Chúa. Xong chúng ta tạ ơn Chúa từng giai đoạn, từng thời điểm Chúa đã an ủi, Chúa đã mở đường cho con cái của Chúa được thờ phượng Chúa. Sáng hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề tôn cao danh Chúa qua Daniel chương 6 câu 10 cho đến câu thứ 28. Chủ đề cho cái phân đoạn kinh thánh này là tôn cao Chúa hàng sống. Câu gốc ở trong câu thứ 26 phần B. Dầu đó là một lời chúc tụng của một vị hoàng đế ngoại giáo Song Chúa vẫn cho chép vào trong Thánh Kinh trong câu chuyện này để chúng ta cùng hiệp lòng với nhau mà tôn cao danh của Ngài. Vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt và quyền Ngài sẽ còn đến cuối cùng. Đó là câu 26 phần B. Thưa toàn thể con dân của Chúa, đây là bối cảnh của câu chuyện đã xảy ra vào khoảng năm 538 trước Chúa. 538 trước Chúa. Và vị vua đã quăng đa nên vào trong hang sư tử, đó là một vị vua ngoại giáo của đế quốc, Medi Ba Tư hay là Medi Ferrisse. Đây là hoàng đế của đế quốc đi Ba Tư đã xóa đế quốc Babylon kết thúc trong thời đại của binh Sát Sa vào năm 539 tức là một năm trước đó. Daniel được bổ nhiệm vào một trong ba vị quan thượng thơ tức là vị quan rất lớn ở trong đế quốc mới này. Bên cạnh đó còn lại 120 vị thống đốc cái trị trong các khu vực, các tỉnh của đế quốc Medi Tư tiếp quản từ nơi đế quốc Babylon. Điểm một của chúng ta học sáng hôm nay đó là tôn cao Chúa hàng sống. Và thứ nhất chúng ta cùng suy nghiệm với nhau đó là đã nên vững vàng kiên định đức tin của mình. Vững vàng kiên định đức tin của mình bằng sự trung tín cầu nguyện với Chúa. Xin chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời trong Daniel chương 6 câu 6 cho đến câu thứ 9. Daniel chương 6 câu 6 cho đến câu thứ 9. các quan thượng thơ và quan trấn thụn đó bèn chầu vua và tâu rằng hỡi vua darius chúc vua sống đời đời hết thảy các quan thượng thơ trong nước các quan hình các quan trấn thủ các nghị viên các đại thần đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ lập một cấm lệnh nghiêm ngặt trong ba mươi ngày hễ ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua thì hỡi vua kẻ ấy sẽ quăng vào hang sư tử bây giờ hỡi vua hãy lập điều cấm đó và ký tên vào hầu cho không thay đổi được không thay đổi đi theo như luật pháp của người Midi và người Pharisee không thể thay đổi được vậy vua Darius bèn ký tên và lập cấm lệnh đó thưa con dân của Chúa khi chúng ta đọc lại lời Kinh Thánh đã được ghi chép tại nơi đây Thì đây là năm 538 trước Chúa Nếu chúng ta có thể nói một lời Là bây giờ Daniel đã ngoài 80 tuổi rồi theo các sách giải nghĩa Kinh Thánh thì chúng ta có thể nói rằng ông đang ở trong cái độ tuổi U90. 15-16 tuổi đã bị lưu đài ra khỏi đất nước của mình là đất nước Juda trải một thời gian rất dài từ năm 605 đến bây giờ là 538 cộng với 16 tuổi của Daniel lúc bị lưu đày thì chúng ta biết rằng người đã ở ngoài tuổi 80. Sáng hôm nay trong nhà của Chúa có được bao nhiêu con cái của Chúa từ tuổi 80 trở lên? xin vui lòng giơ tay lên để cho tôi có thể trên này nhìn xuống để được khích lệ nữa tám mươi trở lên nam nữ gì cũng được cả và yeah, xin cảm ơn có quý ông quý bà bên dưới này ở trên chắc không có ai tám mươi phải không ở trên mà tám mươi là già háp đó đa số là trẻ ở bên trên đó một vài vị chấp sự của hội thánh của chúa có ở bên trên cảm ơn chúa yêu dấu của chúng ta một trong những sinh hoạt mà con cái của Chúa không thể thiếu đó là sự cầu nguyện tương giao với Ngài. Có thể đó là lời cầu nguyện trước khi chúng ta đi ngủ, cầu nguyện khi chúng ta uống thuốc vào để xin Chúa chữa lành bệnh cho chúng ta, cầu nguyện cho con cháu mình trong việc học hành, vân vân. Đó là sinh hoạt thường nhật của con cái của Ngài. Mà tiến sĩ Andre Murray ông đã nói một lời khi ông dạy tại trường thần học như sau: Biết cách nói chuyện cùng Đức Chúa Trời quan trọng hơn biết cách nói chuyện với con người. Biết cách nói chuyện cùng với Đức Chúa Trời quan trọng hơn biết cách nói chuyện với con người. Điều trước nhất không phải là năng lực của với con người Bèn là năng lực với Chúa Đức Chúa Trời mong muốn dạy chúng ta cách cầu nguyện Như vậy điều không thể thiếu trong đời sống của người cơ đốc Hay là thánh đồ trong thời cử ước Chúng ta là cơ đốc nhân trong thời tấn ước Đó là sự cầu nguyện với Chúa yêu dấu Và bây giờ các quan thượng thơ, các quan trấn thủ Hai vị quan thượng thơ Bên cạnh Daniel Đã được bổ nhiệm đó Thì họ đồng thanh với nhau kiến nghị Với vua Darius Vị vua của đế quốc Tư Và lúc bấy giờ Xin vua cho một cấm lệnh Trong 30 ngày Không cho phép ai cầu nguyện Với bất cứ một thần nào cả Và vua hãy ra một cấm lệnh như vậy và người vi phạm cấm lệnh đó phải bị quăng vào hàng sư tử thưa con cái của chúa đời nào cũng vậy có những vị quan có những người làm việc trong một triều đại nào đó thường thường bắt chẹt người khác qua cái cấm lệnh mà mình đề nghị và xin vua trẻ tuổi hơn phê chuẩn cho điều đó vì có khi vua không có hiểu rằng khi mình đã ký tên vào thì mắc cái quai mắc bẫy của các vị quan đại thần đó Ở tại đây kinh thánh cho biết Daniel vẫn trung tín cầu nguyện với chúa yêu dấu đến nỗi một trong những nhà thần học khi nghiên cứu và dạy dỗ về sách tiên tri Daniel đó là tiến sĩ Samuel Sowitz Ông đã nói một lời, điều ma quỷ hằng mưu tính là ngăn trở tín đồ của Chúa Giêsu khỏi sự cầu nguyện. Đối với những việc làm thiếu cầu nguyện hay những tôn giáo không cầu nguyện thì ma quỷ chẳng sợ gì cả. Ông đã trải nghiệm qua chức vụ vừa giảng vừa dạy. Ở trong nhiều trường thần học, Samuel Swift ông nói rằng Ma quỷ không sợ những tín hữu của Chúa Giêsu mà không cầu nguyện. Nó vui cười khi chúng ta gặp khốn khổ, nó nhạo báng khi chúng ta dùng sự khôn ngoan của mình thay thế cho sự cầu nguyện, nhưng nó sẽ run sợ khi chúng ta cầu nguyện. Daniel đã để lại chúng ta một tấm gương gián tiếp, trực tiếp tôn cao Chúa hàng sống bằng một đời sống cầu nguyện. Thưa con dân của Chúa, Thi Thiên 56 câu thứ 9, Hoàng đế David và con dân của Chúa trong thời cựu ước cũng đã trải nghiệm qua điều đó. Trong Thi Thiên 56 câu thứ 9, Ngày nào tôi kêu cầu các kẻ thù nghịch tôi thối lại phía sau tôi biết điều đó vì đức giê-hô-va bên vực tôi ngày nào tôi dâng lên chúa lời cầu nguyện các kẻ thù nghịch tôi thối lại phía sau tôi biết điều đó vì đức giê-hô-va bên vực tôi và trong thơ phía rơ nhất chương 3 câu 13 cho đến câu 17 Sứ đồ Phi-rơ cũng khuyên con dân của Chúa vào trong hậu bán thế kỷ thứ nhất đó nếu anh em nhiệt thành làm điều lành thì có ai làm hại anh em chăng nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ thì anh em có phước đừng sợ họ cũng đừng nao núng nhưng hãy tôn cao đấng christ là thánh và chúa ở trong lòng anh em luôn luôn sẵn sàng trả lời những kẻ chất vấn về niềm hy vọng trong anh em nhưng phải ôn hòa trân trọng khi bị nói xấu Anh em phải giữ lương tâm mình cho trong sáng Để những kẻ xuyên tạc Cách cư xử tốt đẹp của anh em Trong đấng Christ phải hổ thẹn Vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời Thì tha làm điều thiện mà chịu khổ Còn hơn làm việc ác Phía khuyên con dân của Chúa Và lời đó Chúa cho ghi chép lại Trong phía nhất chương 3 Câu 13 cho đến câu 17 để khích lệ con dân của Chúa trải 20 thế kỷ qua rồi. Đó cũng là điều mà Chúa khích lệ chúng ta hôm nay. Con cái của Chúa đến được nhà Chúa hãy cảm ơn Ngài. Con cái của Chúa bị giới hạn không về được với nhà của Chúa hãy cứ trung tín mà cầu nguyện. Cầu nguyện trong nhà của Chúa, cầu nguyện ở trong khu vực mà chúng ta có đôi ba gia đình, cầu nguyện trong gia đình của chúng ta, cá nhân của chúng ta cầu nguyện là thưa chuyện với chúa là nói chuyện với chúa là tâm giao với chúa yêu dấu của chúng ta vững vàng kiên định trong đức tin bằng sự trung tính cầu nguyện vững vàng trong đức tin tôn cao danh của ngài cho nên đã nên bị quăng vào hang sư tử đã nên bị quăng vào hang sư tử đã nên chương sáu câu 14 cho đến câu thứ 17. Khi vua nghe những lời đó thì lấy làm buồn bã lắm, vua định lòng giải cứu đa và mãi đến khi mặt trời lặn, cố hết sức, hết thế để tìm kiếm giải cứu người. Nhưng các người đó nhóm lại cùng vua và tâu rằng hỡi vua Xin biết rằng theo luật pháp của người Medi và người Pharisee Hãy ai Hãy là cấm lệnh hay là chỉ dụ nào Vua đã định rồi Thì không thể thay đổi được Bây giờ Vua truyền điệu đã đến đến Và phải ném người vào hang sư tử Vua cất tiếng nói cùng đã nên rằng Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi hầu việc Sẽ giải cứu ngươi Người ta bèn đem đến một hòn đá Chận nơi cửa hang và vua đóng ấn mình cùng ấn của các quan đại thần nữa hầu cho không có điều gì thay đổi được về Daniel con cái của Chúa nếu quý con cái của Chúa có bản kinh thánh kinh Gem. chúng ta tham khảo đó là niên đại khoảng năm 538 trước Chúa trồng cây biến cố này trong bản kinh thánh Việt của chúng ta thì không có niên đại đó nhưng trong bản King hoặc là bản dịch mới Thì có cái niên đại đó để giúp cho chúng ta Có thể theo dõi có thể câu chuyện đó vào giai đoạn nào Con cái của Chúa có ngạc nhiên về cái thái độ và lời của vị hoàng đế Đa Đi Út này không? Chúng ta có ngạc nhiên về điều đó không? Đức Chúa Trời là đấng ngươi hằng hầu việc sẽ giải cứu người. Đức Chúa Trời đã đấng ngươi hằng hầu việc sẽ giải cứu ngươi. Biết đã nên có một Đức Chúa Trời ở trong con người đó. Khi tôi đọc đi đọc lại câu chuyện này và tôi thưa với Chúa rằng Chúa ơi. Đồng bào ở trong khu phố 1 này, tổ 6 này được bao nhiêu người biết gia đình của con là gia đình mục sư tại nơi đây và có trách nhiệm đối với ngôi nhà thờ này Hội thánh này Tôi biết rằng tỷ lệ rất là đông Tôi chỉ ngại một điều Con cái của Chúa sống tại một nơi nào đó Mà các nhà chung quanh không biết Mình có đạo của Đức Chúa Trời có thể lắm họ đứng nhìn vào cửa thấy rằng hội thánh tin lành Việt Nam chi hội Sài Gòn đây anh chị này là người đạo tin lành Điều đó đã tốt rồi Nhưng qua nếp sống của chúng ta Qua cử chỉ của chúng ta Qua thái độ của chúng ta Người ta có biết rằng chúng ta là con dân của Chúa Đang sống tại cái tổ này không Khu vực này không Kẻo an người ta gom lại hết Trong cái khu vực như vậy Ôi đạo nào cũng vậy Anh đó chị đó cũng giống hệt như tôi vậy thôi Mắt đền mắt răng đền răng tôi thấy anh chị đó không có cái gì khác thôi cả đó là một sự hổ thẹn của chúng ta đấy các ngươi là muối của đất các ngươi là sự sáng của thế gian Darius mới vừa lên ngôi của đế quốc medi này mà thôi nhưng chắc chắn rằng đã nghe tiếng của các vị quan khác nói về đức tin của đà nền Xin Chúa cho mỗi chúng ta Thưa với Chúa rằng Chúa ơi Ngài đặt con ở tại nơi đây Để cho người ta biết rằng Con là công dân của nước trời Con là con của Chúa Ở trên đất này Đây là bài học Mà chúng ta đang học cái chủ đề Tôn cao Chúa hằng sống Kẻo e người ta cũng Nhìn thấy chúng ta cũng giống như bao nhiêu người khác Các tôn giáo khác thì chúng ta không làm rạng danh chúa của chúng ta gì cả Đừng nói chi mời người ta đến với các chương trình truyền giảng Đức Chúa Trời của Đa Nên hầu việc sẽ giải cứu Đa Nên Nhưng bây giờ chỉ dụ đã ký tên rồi Cho nên phải bắt buộc quăng Đa Nên vào trong hang sư tử Khi tôi đọc câu chuyện này học tới học lui vì Chủ đề của tháng này tôn cao danh của Chúa thì tôi cũng tìm lại trong một vài sách mà tôi đã biên soạn và cũng đã giảng dạy cho Hội Thánh Chúa tại An Hóa nhiều năm về trước. Tôi phải xem lại quyển sách đó lại. Đã nên ngày xưa khổ trong tay của các quan thượng thơ, các quan đề hình của đế quốc Mê Đi Ba Tư thì ở Việt Nam của chúng ta cũng có một con người mặc dầu không có tin Chúa Chỉ là một vị, một nhà chánh trị thôi mà cũng khổ sở như vậy Vì tôi tìm lại những cái trang mà Ban soạn thảo về cái dữ kiện thành lập Hội Thánh Chúa trăm năm đó Mỗi lần tôi đi ngang qua đường Nguyễn Cư Trinh và đến góc đường Nguyễn Trãi đó Khi còn lại đèn đỏ khoảng mươi mươi giây gì đó thì tôi vẫn nhìn vào cái tư thất của các vị hội trưởng hội truyền giáo ngày xưa. Nơi đây một sư Âu Quỳnh đã từng ở đây. Hội trưởng hội truyền giáo đã ở tại nơi đây để mở mang khi hội thánh của Chúa Sài Gòn mướn một cái căn phố trên đường Nguyễn Trãi này, trên đường Võ Tánh này để làm cái trụ sở đầu tiên của hội thánh của Chúa. Các thưa con dân của Chúa, Tôi nhìn thấy lại hình ảnh của Nguyễn Trãi trên con đường Nguyễn Trãi đó. Nguyễn Trãi sinh năm 1830 và mất năm 1400 1442. Thưa con dân của Chúa, Nguyễn Trãi là một vị chính trị gia giàu nhiệt huyết và yêu nước nhưng bị sát hại bởi các vị quan không có tấm lòng đối với nước vào trong lúc bấy giờ Có ai trong vòng con cái của Chúa nhớ Nguyễn Trãi bị Hình phạt như thế nào Không bị chết như thế nào Dạ Dạ vâng xin cảm ơn Nguyễn Trãi và gia đình bị Trù di tam tộc Tức là chết ba đời như vậy Nhà của mình, nhà vợ của mình và bà con của mình Vì cớ bị hàm quan là đã giết chết vua Lê Thái Tông Một con người liêm chính nhưng đã bị sát hại như thế Tru di tam tộc gồm họ cha, họ mẹ, họ vợ Và hai biến cố này chúng ta thấy nó nhắc nhở cho chúng ta biết rằng không phải chỉ tại đất nước mà đã nên đang sống nhưng ngay tại quê hương Việt Nam của chúng ta. Cho nên sử sách ghi lại ngày 16 tháng 8 năm 1442 Nguyễn Trãi bị đưa ra pháp trình để hành hình, pháp trường để hành hình cùng với vợ con và bà con ở trong ba họ Nhưng về sau này để minh quang cho Nguyễn Trại, người ta đã tôn trọng Nguyễn Trại. đây là con người khai quốc công thần sáng lập triều đại hậu Lê. Có được cái mạc, có được cái danh thơm như vậy nhưng bà đã chết rồi. Các quan trong triều đại của Darius cũng biết rằng Daniel không có tội tình gì hết, chỉ có một tội đó là thờ phượng Đức Chúa Trời. Trung tín cầu nguyện với Đức Chúa Trời và đã quăng Daniel vào trong hang sư tử. Và chúng ta biết rằng khi cấm lệnh quăng Daniel vào trong hang sư tử với một cái giả tâm mà thôi, Đó là cho Daniel trở thành miếng mồi ngon cho sư tử. Nhưng mà thưa con gái của Chúa, ai mới là miếng mồi ngon cho sư tử à? Câu chuyện này chúng ta học rồi Những người tố cáo Daniel Vợ con của họ Các vị quan cẩn thận với họ Sau khi đã trục Daniel lên khỏi hang sư tử rồi Thì Daniel truyền lệnh Quăng những người đó xuống Và Kinh Thánh cho biết rằng Khi thân thể của họ chưa đến cái đáy hang Thì sư tử đã Vô lấy và ăn thịt rồi Cho nên khi chúng ta đọc lại câu chuyện này Tác giả của Hebrew chương 11 câu 32 Cho đến câu 34 đã chép như sau Ta còn nói chi nữa Vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Thê, David, Samuel Hay là các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ Nhưng những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước làm sự công bình của Đức Chúa Trời Và lời hứa của Ngài Bích mầm sư tử tắt ngọn lửa hừng Lánh khỏi lưỡi gươm thắng bệnh tật Tỏ sự bạo dạng nơi chiến tranh Khiến đạo binh nước thù chạy trốn Hebrew chương 11 câu 32 đến câu 34 đã ký thuật như vậy Và cảm ơn Chúa khi giải thích về Daniel và các vị tiên tri Như Hebrew 11 đã ghi chép Đầy tớ của Chúa, tiến sĩ AB Simpson đã có một lời khích lệ, toàn thể chúng ta. Con mắt bởi đức tin luôn được bao phủ bởi đức Chúa Trời hằng sống. Nên không còn thấy những khó khăn, nhưng con mắt của sự vô tính, bị bao phủ bởi hoàn cảnh nên không nhìn thấy được Đức Chúa Trời. Chúng ta phải có đời sống đức tin Chúng ta phải có con mắt của đức tin Để có thể luôn luôn được bao phủ Bởi Đức Chúa Trời hàng sống Nhược bằng không Thì chúng ta chỉ thấy hoàn cảnh Chúng ta chỉ thấy một thế giới Mà không có Đức Chúa Trời ở với chúng ta Thưa con dân của Chúa, phép lạ được thể hiện bởi Chúa hàng sống như Daniel chương 6 câu 19 đến câu 23, Hebrew chương 11 câu 32 cho đến câu 34. Rồi cuối cùng là Darius tôn cao danh của Chúa. Darius tôn cao danh của Chúa. Chúng ta thấy có hai điều lặp lại trong hai vị vua ngoại giáo mà là bài học để khích lệ chúng ta ngày hôm nay Trước nhất đó là vua Nebuchadnezzar của đế quốc Babylon Trong Daniel chương thứ tư câu thứ 34 Con cái của Chúa xem ngược trở lại Trong bối cảnh Daniel chương thứ tư câu 34 Đến cuối cùng những ngày đó Ta Nebuchadnezzar ngước mắt lên trời trí khôn đã phục lại cho ta và ta xưng tạ đấng rất cao ta bèn ngợi khen và làm sáng danh đấng sống đời đời quy quyền quy quyền ngài là quy quyền còn mãi mãi nước ngài từ đời nọ đến đời kia hết thải dân cư trên đất thải đều cầm như không ngài làm theo ý muốn mình trong cơ binh trên trời và ở giữa cư dân trên đất Chẳng có thể ai cản tay Ngài và hỏi rằng Ngài làm chi vậy Đó là lời ca ngợi Chúa của Nebuchadnezzar Trong Daniel chương thứ tư câu 34 và câu thứ 35 Bây giờ mấy mươi năm sau thì chúng ta lại thấy Darius cũng ca ngợi Chúa Trong chương 6 câu 25 và câu thứ 26 Câu 25 và câu 26 Bây giờ Darius viết cho hết tại các dân, các nước, các thứ tiếng ở trên khắp đất rằng Nguyện cho sự bình an các ngươi được thêm lên Ta ban chiếu chỉ rằng trong khắp miền nước ta Người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Daniel Vì Ngài là Đức Chúa Trời hàng sống và còn đời đời nước ngài không bao giờ bị hủy diệt và quyền cai trị ngài còn đến cuối cùng đó là lời chúc tụng của Darius khi thấy phép lạ về việc Chúa bày tỏ để cứu Daniel thưa con dân của Chúa tại sao một vị vua ngoại bang một con người ngoại đạo như Nebuchadnezzar như Darius lại có lời tôn cao Chúa như vậy. Châm ngôn chương 21 câu thứ nhất. Lòng của các vua ở trong tay của Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài muốn làm cho nghiêng lệch nó bên nào tùy ý Ngài. Lòng của các vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy Đức Chúa Trời của chúng ta đang thờ phượng là một đức Chúa Trời quan phòng hay là tể trị ở trên khắp thế giới này. Do đó là một vị vua ngoại giáo. Dầu đó là một con người cầm quyền trong một quốc gia mà người ta tin rằng không có một đức Chúa Trời, nhưng đến khi Chúa làm việc thì không ai cản được tài của Ngài. Đức Chúa Trời đã làm việc đó trong lòng của Nebuchadnezzar ngài đã làm việc đó trong trí của Darius. Và chúng ta cũng thấy các lãnh tụ của thế giới ngày hôm nay, người nam hoặc người nữ, đến một lúc nào đó ngài sử dụng theo ý muốn của ngài, chương trình của Chúa cũng phải được bày tỏ. Nếu con cái của Chúa đọc lại câu chuyện về nữ thủ tướng của Israel bà Gondame, bà Gondame thì chúng ta thấy hoàn toàn ngạc nhiên về một con người như vậy Vì đơn khi bão cát thổi từ biển đỏ rồi thổi lên vùng Ai Cập Đường của nó đi sẽ vào trong cái khu gọi là công nghiệp, nông nghiệp, nê Miền Nam của đất nước do thái Đỏ Năm 1966 Bà kêu gọi do thái giáo, cơ đốc giáo Bao nhiêu người có cái tâm quyết vào nơi quyền năng của đấng tạo hóa hay cầu nguyện Vì họ tốn kém rất nhiều cái công sức cho vùng đất đó Mà nếu cần một cơn bão cát đi qua như vậy Thì sẽ than thành binh địa Tất cả những gì mà họ đã vung trồng Ở trong suốt năm mười năm qua đó Trong vùng đất của hoang mạc Negev Cảm ơn Chúa trong câu viện thật là cảm động Nữ thủ tướng Gondame đã dâng lên Chúa lời cảm ơn Chúa là đấng tạo hóa và cảm ơn người do Thái giáo, cảm ơn người cơ đốc giáo và lúc bấy giờ. thay vì cơn bão đi vào trong vùng sa mạc Negev, nơi mà họ đang trồng trọt theo cái phương pháp mới đó thì nó đi vào trong địa trung hải và tan biến ở ngoài biển. Bảo tồn cái nền kinh tế của quốc gia Do Thái Tiếp theo sau năm 1967 trong cuộc chiến 6 ngày. Một lần nữa Chúa thể hiện quyền của Ngài để rồi thay vì 113 triệu dân, trong đó có quốc nhiều quốc gia có cái nền quân sự hết sức là tiến bộ xóa sạch đất nước Do Thái, nhưng mà cuộc chiến 6 ngày đó đã bảo đảm cho người Do Thái an toàn. Đức Chúa Trời làm việc đó. sau này ngay cả đài truyền hình của Việt Nam của chúng ta cũng ca ngợi một con người biết đức Chúa trời và xin cánh tay ngài làm việc đó là bà Angela Merkel thủ tướng của nước Đức con người sống tại Đông Đức khi còn ấu thơ rồi khi cái bức tường Bá Linh bị sụp đổ đó thì bà lại sang Tây Đức và trở thành vị thủ tướng suốt bốn nhiệm kỳ Đức Chúa Trời của chúng ta có những con người của Ngài. Ngài giấu tại một nguồn đất nào đó chúng ta không biết. Nhưng mà đến khi Chúa làm công việc lớn lạ. Thì Đức Chúa Trời dấy lên công việc Ngài giữa các tháng năm. Được con người thiếu niên đi theo ngoại, theo nội. Vào trong những thánh đường rất là nghèo nàng. Đến 16 tuổi thì tin nhận Chúa và đến khi trở thành lãnh tụ của đất nước Liên Xô thì con người đã đã giúp ích được cho công việc Chúa. Đó là Tổng thống Sokbachov của đất nước Liên Xô. Chúng ta không thể hiểu được tại sao Đức Chúa Trời lại giấu một con người ở trong cái môi trường như vậy Đến rồi đến thời điểm Ngày dấy lên cho công việc của Ngài. Đại út là một vị vua ngoại giáo nhưng khám phá một Đức Chúa Trời ở trong Daniel Giống như Nebuchadnezzar Sau giai đoạn mà ông ăn cỏ như bò đó Thì bây giờ ông biết được một Đức Chúa Trời Trong quyền tế trị của Ngài Và ông tôn cao danh của Ngài Như đã đến chương 4 câu 34 câu 35 Đã ghi chép Thì trong buổi sáng hôm nay Chúng ta đã và đang học lại bài học về Đức Chúa Trời của chúng ta Để tôn cao danh của Ngài Hãy vững vàng kiên định trong đức tin Trung tín trong sự cầu nguyện Dầu đối diện với nguyệt cảnh Nhưng hãy tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta Có phương cách của Ngài Để giải cứu chúng ta Đồng thời Chúng ta hãy biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta Là đấng bày tỏ phép lạ Phép lạ của Ngài được thể hiện Để chứng minh rằng Chúa của chúng ta là đấng hằng sống Đồng thời tiếp tục tôn cao danh của Ngài. Sáng hôm nay đây là bài học lịch sử mà tôi muốn chia sẻ lại với toàn thể con dân của Chúa. Toàn thể con dân của Chúa. Để cảm ơn Ngài vì viết lá lùng mà Đức Chúa Trời đã làm. Qua tiên tri của Chúa, một vị tiên tri rất là cao tuổi, hơn 80 tuổi rồi trong cái đế quốc Medi Ba Tư này, vẫn làm ràng danh của Chúa. Nguyện cầu Chúa sử dụng quý ông, quý bà, các anh, các chị mà khi nãy tôi đã yêu cầu giơ tay lên ngoài tuổi 80 đó, xin hãy tiếp tục làm những cái tương sống cho thế hệ đi sau của mình. Để những con người trẻ biết được Đức Chúa Trời của nội, của ngoại, của ba mẹ mình và bước theo cho đến cuối cùng. Bước theo cho đến cuối cùng tôi tìm trong sử sách và tôi thấy chính phủ việt nam của chúng ta sau này có có thể nói là làm một cái việc để chuộc lại công việc của nguyễn trãi ngày xưa bằng một ngôi đền bằng một bàn thờ để nói lên cái công lao của nguyễn trãi nhất là người đã được nhắc lại trong cái tác phẩm bình ngô đại cáo đó người đã thành lập cái vương quyền cho lê lợi nhưng mà đã bị xử tử tru di tam tộc chuột mãi mà không biết đến bao giờ nhưng mà trong hội thánh của chúa thì chúng ta không cần phải làm như vậy đối với daniel nhưng trái lại bài học về daniel phải được con cái của chúa và tôi học học đòi tấm gương trung tính cầu nguyện tấm gương kiên định can đảm và qua chúng ta người khác biết được mục đích chúa trời mà chúng ta đã và đang thờ phượng Amen.